Rồi cái hô biến cho lời nguyện kích quạt vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Ta nói gì kìa, rảnh ta cũng không làm gì đó. Vấn đề của bà là không phải là bà rảnh hay không rảnh, mà là bà làm đâu có ai coi. Ta biết trước là làm cũng phải có người coi ta mới làm chứ không ai coi làm gì trời. Ta tôi làm đâu lâu nó ít người coi thiệt, nhưng mà nó ít cũng cỡ ngàn vài ngàn. Mình cho là cũng cũng có người coi đi. Còn bà này mà comment thôi, nó có làm những cái làm có người coi liền vậy đó trời. Chúng ta làm là làm cho coi cho vui không? Coi coi không coi lướt. Này làm những ngón tay bị gút hay sao á, coi không thích không dám lướt đi, cũng không dám bấm tắt điện thoại luôn. Ôi mà tính ra bị vậy tội nghiệp ha. Thôi bà ơi gán đi gán chị cho hết mấy này đi. Để như vậy là không nên đâu. Lỡ gặp tôi dễ không nói gì, lỡ gặp người nào người ta khó tính. Thấy bà comment mà kiểu cái tư duy não bộ mà hành động tôn xích quá đó là bắt đầu là người ta sẽ nguyền rủa. Ừ bây giờ kia lắm, bây giờ là đời sống là cả mày ở khắp nơi, là không phải mấy cái bình thường nữa mà là kiểu là tâm linh, là nó ở khắp mọi nơi. Giống như bà lên đây là bà comment tôn xích vấn đề phải không, là không có cần đi kiếm bà đâu, là ở nhà có người nguyền rủa bà đó. Tôi thì tôi cũng không có nguyền rủa gì bà đâu, mà nếu mà tôi có nguyền rủa thì tôi cũng chỉ nguyền rủa nhẹ nhẹ thôi, kiểu giống như là chị mụn mụn mọc chị thăm thăm còn rồi cái hô biến cho lời nguyền kích quạt vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Yên tâm đi, tôi không có làm gì đâu. Đây gửi cho bà một chiếc mặt nạ đầy rẫy những yêu thương đau và thù hận, mà gửi theo con đường tâm linh nha, chứ không có ship bưu điện được hô biến phục.